Bạn sẽ muốn tạo một nút subscribe và nút chuông như thế này. Như thế này. Hay chỉ đơn giản là một cái subscribe như thế này. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Lơ đây. Trong cái video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái nút subscribe và nút chuông trên kênh YouTube của chính các bạn bằng phần mềm DaVinci Resolve, và mình sẽ hướng dẫn thêm bằng một số phần mềm khác ở cuối video nhé. Như các bạn thấy thì đây là cái giao diện chính của phần mềm DaVinci Resolve 16. Và mình đã có một cái thư mục sẵn gồm có 3 cái nút subscribe, edit trên phông nền xanh nhé, và cái clip con mèo lúc nãy. Về 3 cái video của 3 cái sub chất lượng 1080 này thì mình để cái mục download của nó dưới phần miêu tả nhé. Các bạn có thể download về để sử dụng cho các video của mình. Các bạn có thể chèn nó vào bất kể video YouTube nào của mình nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho những cái file này vào phần mềm DaVinci Resolve nhé. Mình sẽ kéo nó vào Media Pool Change. Đầu tiên chúng ta sẽ cho cái file video là file video nền xuống trước. Nó có thể là cái video YouTube của các bạn. Mình sẽ ví dụ với một cái file này nhé. File subscribe 1 này nhé. Mình sẽ thả nó phía trên của cái video con mèo này, là video nền này. Và mình play. Đó, như bạn xem thì hiện tại nó chỉ có một cái video màu xanh lá cây và subscribe trên con mèo, nó chưa có gì cả. Và để cho cái nút subscribe này nó hiện lên cái nền con mèo này thì chúng ta sẽ vào tab color nhé. Ở cái tab color bạn sẽ click chuột phải ở cái nền ở phía bên khu vực nốt màu, chọn Add Alpha Output. Sau đó bạn sẽ tiến hành kết nối cái ô vuông màu xanh da trời với cái đầu ra output hình tròn này. Và tiếp theo công việc của chúng ta sẽ là xóa cái nền màu xanh của cái video nút subscribe này để cho cái phần con mèo nó được hiện ra ở dưới, bằng cách chọn vào công cụ Picker. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng công cụ Picker và click vào cái phần nền màu xanh lá cây. Lúc này cái phần nút subscribe nó đang bị trong suốt, và công việc của chúng ta phải kích vào cái nút Invert để đảo ngược lại cái quy trình này. Và như các bạn thấy đây, chúng ta đã làm xong cái nút subscribe trên cái nền con mèo. Tuy nhiên như các bạn thấy ở đây, nó còn một cái phần viền màu xanh lá cây ở bên phải, nó vẫn còn đang lộ ra. Đó là do cái phần sắc tố màu xanh lá cây ở phần viền bên phải của cái nút subscribe nó hơi mạnh, nên chúng ta phải xóa cả cái phần viền bên phải. Chúng ta sẽ vào tab Edit nhé. Hiện tại thì mình đang ở cái tab Edit, và như các bạn thấy ở trên màn hình Live View ở phía rìa bên phải này, nó vẫn còn chút màu xanh lá cây khó chịu mà lúc nãy mình đã nói. Để loại trừ cái phần màu xanh lá cây bên phải này, chúng ta sẽ sử dụng tính năng zoom vào chính cái video subscribe này, cho nó zoom to ra và nó sẽ rời ra khỏi khung hình nhé. Chỉ cần zoom lên một chút thôi. Đây, mình chỉ cần zoom lên 1.02 là nó đã biến mất hoàn toàn cái nền xanh lá cây bên phải rồi. Và chúng ta sẽ tiến hành play lại để xem có còn gì nữa không. Đó, hiện tại khung hình nó đã khá là ổn rồi. Và zoom lên một chút vậy cũng không ảnh hưởng gì đến cái khung hình chính cả. Như vậy là chúng ta đã xong cơ bản về cái tạo nút subscribe ở trên màn hình chính. Về những dự án nhanh và cấp tốc, những video nhanh ấy, chúng ta chỉ cần một nút subscribe cơ bản này ở trên màn hình thôi. Nhưng nếu các bạn muốn chèn cái nút subscribe này và dọc cái video ở dưới viền bên dưới bên trái hoặc bên dưới bên phải hoặc các vị trí mà các bạn mong muốn, thì chúng ta cần phải di chuyển cái nút subscribe này vào cái vị trí chúng ta mong muốn. Nhưng một vấn đề xảy ra là nếu chúng ta di chuyển theo cách thông thường, đây mình vào công cụ Transform này, đây là công cụ để di chuyển khung hình nhé. Ví dụ mình di chuyển cái nút subscribe xuống phía dưới bên trái này, thì như các bạn thấy toàn bộ cái khung hình này nó đang bị tối ở góc trên và góc bên phải này, toàn bộ nó đã tối đen đây này. Và chúng ta sẽ không muốn hiện tượng này xảy ra, bởi vì nó sẽ không còn nghĩa lý gì nữa. Để giải quyết cái tình trạng này các bạn, để mình reset lại khung hình, chúng ta cần phải tạo một cái compound clip mới. Chức năng compound clip này là nó sẽ giúp cho cái nút subscribe này nó riêng biệt, cái video subscribe này nó riêng biệt, nó tách hẳn ra với lại cái video con mèo. Lúc đấy chúng ta có thể tùy ý di chuyển tới bất kỳ chỗ nào mà chúng ta muốn. Click chuột phải, chọn New Compound Clip. Bạn có thể đặt tên theo ý muốn nhé. Create. Đó, bây giờ nó đã riêng biệt
chúng ta có thể hoàn toàn di chuyển đến bất cứ nơi nào mà chúng ta muốn. Nút subscribe này, và chúng ta có thể tùy biến zoom to zoom nhỏ nhé. Các bạn có thể chèn dọc cái video của mình nhé. Các bạn có thể tạo ở một đoạn khác, và các bạn có thể di chuyển nút subscribe này đến một vị trí khác. Và các bạn có thể làm tương tự với cái nút subscribe 2 và subscribe 3 nhé. Nó cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ làm các hiệu ứng tương tự. Trên thực tế các bạn có thể làm cái hiệu ứng xóa phông xanh này với các phần mềm như DaVinci Resolve, Adobe Premiere và một số phần mềm khác như Final Cut Pro X. Một số phần mềm nó có tính năng xóa phông xanh này nhé. Tuy nhiên với những phần mềm mà nó có ít chức năng hơn thì bạn hoàn toàn có thể tạo cái nút subscribe này nhé, bằng cách crop khung hình của các cái video mình làm với một cách khác mà không sử dụng tính năng xóa phông xanh nhé. Và điều chúng ta cần làm là sẽ là crop cái nút subscribe này lại, và cái nền xanh này đồng thời nó cũng sẽ làm nút subscribe của chúng ta nó nổi. Mình sẽ vào công cụ cropping, mình sẽ crop top này, crop bottom, crop left và crop right. Đó. Và mình có thể zoom nhỏ nó lại một chút cũng được. Và chúng ta có thể di chuyển cái nút này xuống góc phía dưới bên phải như thế này. Đó, vậy là chúng ta hoàn toàn có thể làm một nút subscribe đơn giản nhất có thể ở trên những phần mà không có cái tính năng xóa phông xanh nhé. Ok, mình tin là các bạn xem sau một vài phút của cái video hướng dẫn này của mình, các bạn hoàn toàn có thể tạo cho mình một nút subscribe theo cái phong cách của bạn muốn lên kênh YouTube của mình. Trên thực tế các bạn có thể chèn thêm hình ảnh, chèn thêm âm thanh và chèn thêm những cái thông điệp mà các bạn muốn gửi đến trong video, và chỉ cần edit thêm một vài bước nữa thôi. Tuy nhiên trong video này mình sẽ nói cách đơn giản nhất về cách tạo ra nút subscribe thôi. Còn để làm ra một số nút subscribe đẹp hơn, có thể mình sẽ làm một cái video khác để hướng dẫn thêm về Fusion ra một cái hiệu ứng subscribe 3D nhé. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích, hãy like, share cho anh em YouTuber nào đang cần tìm cái ý tưởng về làm nút subscribe nhé. Và đừng quên đăng ký để chúng ta lại gặp nhau trong video tiếp theo. Chào các bạn.